Xin chào các bạn, như vậy là Tết Canh Tị đã hết rồi. Hôm nay là ngày mùng 5, ngày mai thì mọi người bắt đầu trở về làm việc bình thường. Thì trong ngày hôm nay thì mình vừa mới nhận được một cái thông tin, đúng ra là hai thông tin nóng hổi từ Hiệp hội Nhãn Khoa Mỹ. Người ta thông báo cho thành viên của mình. Một cái thông tin thứ nhất là cái sự liên quan giữa cái bệnh mắt, một bệnh mắt và viêm phổi coronavirus 2019 nCoV. Đó là có cái bệnh mắt liên quan đến nó. Thông tin thứ hai là về việc Hội Nhãn Khoa Mỹ thành lập tổ chuyên trách để xử lý, nói đúng hơn là đương đầu với nạn dịch cận thị hiện đang gia tăng trên toàn thế giới. Thì đấy là tôi nghĩ hai cái thông tin rất là bổ ích có thể cung cấp cho các bạn ngay sau đây. Thưa các bạn, kênh của bác sĩ Quân thì chủ yếu về sức khỏe, trong đó Nhãn Khoa là ưu tiên số 1, thưa các bạn. Chúng ta sẽ vào ngay cái thông tin thứ nhất, đó là sự liên quan giữa bệnh về mắt và viêm virus corona. Thì đó là bệnh viêm kết mạc, mà trong dân gian người ta còn gọi là đau mắt đỏ đó. Do đó đối với một cái người mà bị đau mắt đỏ này, kèm theo triệu chứng hô hấp, ví dụ như là có ho này, sổ mũi này, khó thở này, thở nhanh này, và có sốt này chẳng hạn như thế, thì đấy là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là những người này là có đi du lịch ở nước ngoài, đặc biệt là đi du lịch Trung Quốc, hoặc là có người nhà từ Trung Quốc, đặc biệt là Vũ Hán trở về, thì những người này được xếp vào những bệnh nhân có nguy cơ viêm phổi, đúng hơn là có nguy cơ nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán. Thì trong trường hợp này thì Hiệp hội Nhãn Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo đối với nhân viên y tế làm việc với những trường hợp nghi ngờ thì chúng ta phải bảo vệ mũi, miệng và mắt. Nhiều người có thể quên ấy, là không bảo vệ con mắt của mình. Mũi và miệng thì chúng ta sẽ có khẩu trang y tế, tốt nhất là N95 hoặc là KF94. Còn mắt thì chúng ta nên có cái goggle, tức là cái dạng kính che như thế này. Hoặc ở nước ngoài thì người ta có cái loại kiếng dạng bản kiếng người ta đeo, người ta che lên như thế này thì cũng chắn được cái sự tiếp xúc với vi khuẩn virus corona. Tại vì chúng ta biết là virus corona lần này nó lây qua cái chủ yếu, người ta cho rằng chủ yếu là lây qua cái đường những cái vi hạt li ti do người bệnh sổ mũi hắt xì gây ra. Do đó các bạn lưu ý, nếu các bạn là nhân viên y tế, các bạn sẽ phải bảo vệ mình, tức là phải che chắn cả mũi, miệng và mắt. Đồng thời nếu có những trường hợp nó nghi ngờ thì phải báo cáo với lãnh đạo liền. Ở đây lãnh đạo thì chúng ta có thể báo cáo với lãnh đạo bệnh viện, hoặc là chúng ta theo các cái protocol, tức là quy trình, để chúng ta báo cáo lên sở y tế hoặc là những cơ quan y tế chủ quản của mình. Thì đấy là thông tin thứ nhất, là chuyện liên quan giữa viêm phổi Vũ Hán với cái chuyện đau mắt đỏ, viêm kết mạc. Thông tin thứ hai là về bệnh cận thị, thì tôi nghĩ cũng là một cái chủ đề rất là nóng hổi. Thì các bạn cũng biết rằng là cận thị bây giờ nó trở thành một dịch, người ta có thể gọi nó là dịch, bởi vì đến 1/4 dân số thế giới là cận thị rồi, đặc biệt là các nước vùng Đông Á, trong đó ví dụ như Singapore chẳng hạn. Đối với dân số từ 17 tuổi trở lên thì đến 90% là bị cận thị rồi. Chúng ta thấy cái tỷ lệ người bị cận thị nó kinh khủng như thế nào. Trong năm 2020, Hiệp hội Nhãn Khoa Hoa Kỳ đã thành lập ra một tổ công tác đặc biệt. Đứng đầu là bác sĩ Abbott và bác sĩ Donaldson. Nếu chúng ta biết Donaldson thì ông là một giáo sư chuyên về giác mạc ở Singapore. Rất là nổi tiếng bởi vì ông ấy đến Việt Nam thăm khám bệnh rất là nhiều. Thì người ta làm một cái tổ chuyên trách này để làm gì? Để có cái chiến lược chặn đứng cái chuyện xuất hiện cái bệnh cận thị ở dân số thế giới. Bởi vì chúng ta biết là cái tỷ lệ đó càng ngày càng rất là nhiều. Vậy thì hiện nay cái khuynh hướng người ta đang tập trung vào chuyện điều trị cận thị như thế nào? Thì người ta tập trung vào, đang tập trung vào chuyện dùng thuốc atropine. Và cái hiệu quả thuốc atropine này đã được xác nhận từ nghiên cứu ATOM-1 từ năm 1999. Thì khi sử dụng atropine, người ta thấy là làm giảm sự tiến triển của cận thị từ 50 đến 60%.
Sau khi có kết quả bước đầu của cái nghiên cứu Atom 1 năm 1999 thì sau đó người ta làm Atom 2, là người ta sẽ dò xem cái liều thuốc nào là có hiệu quả cao nhất. Thì người ta so sánh là 0,5%, 0,1% và 0,001%. Thì theo như tác giả Donald Tân thì lúc đầu thì ông nghĩ là người ta dùng cái nhóm 0,001% giống như là cái placebo thôi, nhóm chứng thôi. Nhưng không ngờ là cái nhóm mà có cái nồng độ sử dụng nồng độ atropin thấp như vậy lại là cái nhóm đạt được hiệu quả phòng ngừa sự tiến triển cận thị cao nhất trong trong ba nhóm đó, và cái tác dụng phụ là ít nhất. Bởi vì chúng ta biết là nếu chúng ta sử dụng atropin thì chúng ta sẽ gặp tác dụng phụ, đó là bệnh nhân sẽ bị giãn ung tử, gây chói lóa và giảm điều tiết nữa. Tuy nhiên là đối với atropin 0,001% thì hầu như tác dụng phụ đều rất là ít. Thì dựa trên cái hai nghiên cứu Atom 1, Atom 2 này thì chúng ta đã có một cái cách để chúng ta phòng ngừa sự tiến triển của cận thị bằng cách sử dụng thuốc. Và cái chuyện sử dụng thuốc này nó đòi hỏi là bệnh nhân phải nhỏ thuốc vào mắt trong vòng 2 năm trời. Tuy nhiên một cái vấn đề đặt ra là một số cái loại thuốc có nồng độ trước đây trong nghiên cứu Atom 2 đó, nếu mà chúng ta ngưng sử dụng thuốc thì cái quá trình tiến triển cận nó có thể tái trở lại. Và cái câu hỏi đặt ra là bây giờ nếu chúng ta sử dụng thuốc 0,001% thì cái chuyện tái tiến triển cận thị này nó có bớt hay giảm đi hay không, thì đó sẽ là cái những cái kết quả tiếp theo mà ta sẽ công bố. Tuy nhiên một cái điều rất là thú vị là trong năm 2017 thì tại Singapore người ta đã bắt đầu sử dụng atropin 0,001% để phòng ngừa bệnh cận thị. Tức là sử dụng trên những bé dưới 5 tuổi chưa có hề biểu hiện cận thị gì cả, với mục đích là phòng ngừa bệnh cận thị. Và tôi tin rằng trong vài năm sắp tới là chúng ta sẽ có kết quả của Atom 3, thì chúng ta biết được rằng là việc sử dụng thuốc sớm có thể ngăn ngừa được sự xuất hiện của cận thị hay không, và nhờ đó có thể giảm đi cái xuất độ của cái bệnh dịch cận thị hay không. Thì đấy là những cái bước tiến triển chúng ta thấy là rất là thú vị. Vâng, thưa các bạn, như vậy là tôi đã nói với các bạn hai cái thông tin rất là nóng hổi. Thứ nhất là sự liên quan của cái virus corona, viêm phổi Vũ Hán với cái viêm kết mạc đau mắt đỏ. Và cái thứ hai là Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ đã thành lập ra cái đội đặc nhiệm hay là tổ chuyên trách để xử lý, bởi vì người ta đặt cái vấn đề cận thị là một vấn đề ưu tiên phải giải quyết kể từ năm 2020. Và cái ưu thế của việc sử dụng thuốc để ngăn ngừa sự tiến triển của cận thị và thậm chí phòng ngừa sự xuất hiện của bệnh cận thị với một cái liều thuốc rất là thấp và tác dụng phụ thì rất là ít. Và tất nhiên ai cũng rất là mong mỏi là cái chuyện chúng ta làm sẽ có kết quả tốt nhất trong tương lai. Vâng, thưa các bạn, nếu các bạn thấy những thông tin tôi cung cấp cho các bạn hữu ích thì các bạn đừng quên like and subscribe, and I will see you in the next videos. Thank you.